Bộ Y tế cho biết trong những tuần vừa qua có 12 địa phương liên tục có số người mắc sốt xuất huyết tăng cao và thậm chí có tỉnh đã có ca tử vong, cần phải triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống. 12 ủy ban nhân dân tỉnh thành phố có số ca mắc sốt xuất huyết liên tục cao, gồm Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không để dịch lan rộng và kéo dài, Bộ Y tế đề nghị 12 ủy ban nhân dân tỉnh thành nói trên tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động diệt loang quang bọ gậy trên địa bàn ngay trong tháng 7 này và duy trì hoạt động một tuần một lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần một lần tại các khu vực có chỉ số muỗi loang quang bọ gậy cao và 1 tháng một lần tại các khu vực còn lại. Ngoài ra, tất cả các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của muỗi để tiến hành các hình thức tiêu diệt bọ gậy.